Đây nè, đây nè. Rồi, con mặt nó đang làm cái gì? Trời ơi, tóc người ta đẹp không cần phải búi, thấy chưa? Ở tóc mình mà búi lên nó sao ta? Vậy. Rồi, bây giờ hôm nay hai đứa sẽ đi PC lần này. À dạ. Okay, bữa nào nha. Ê ê ê. Nó muốn trồng cây dừa lên đầu của má ơi. Ê, ê trời trời, rồi cái đầu vậy ha. Rồi cái đầu của mình mà nó làm như là cái đống gì á, trời trời. Rồi. Ê, thành con điên luôn rồi đó. Vừa lòng hả dạ mày chưa? Đi mua có mấy thùng mì mà bị nó hành. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua mì. Bởi vì vừa đây xin nhận được một ấy nhắc nhở con quỷ. Vừa đây thì có một người chị ấy là chị Thi Thi Tê. Rồi chị nhờ xin mua giùm 10 thùng mì. Và bây giờ mình sẽ đi mua mì nha. Các bạn theo chân của mình nè. Cùng đi cùng. Và đây là những cái gương mặt sau khi đi dạo mấy vòng không mua được cái gì hết cả. Đi vòng mà không có cái gì hết. Bây giờ tiếp tục đi vòng để kiếm. Buồn quá. Kính thưa quý vị, thì sau khi mà đi tìm kiếm thì cuối cùng Sinh cũng tìm được một cái chỗ để mà bán mì. Và bây giờ Sinh sẽ đến đây để mà mua mì và lấy mì. Quý vị hãy cùng theo chân của Sinh nha. Của chị Thi Thi Tê nha cả nhà. Và ba em đang ràng. Đây, ở đây bên hai thùng nữa. Vậy là đã xong cái phần mì của chị Thi Thi Tê. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Xin Nói Huy. Hey, bây giờ thì xe chuẩn bị lăn bánh thôi. Đi về nhà nào. Kính thưa quý vị, và đây là những phần quà mà Xin đã mua xong. Nhiều chưa? 10 thùng mì đây là của chị Thi Thi Tê vừa mới mua xong và đem về nè. Nhà mình sắp sửa bán tạp hóa được rồi cả nhà. Bánh, kẹo, gạo, đồ từ lưa, sữa, hột dưa luôn. Đây, đây là Xin quay sơ sơ cho quý vị coi ha. Những bánh, kẹo, mọi thứ đã được đóng ngăn nắp vào trong thùng hết rồi. Thì đến tận nơi thì lúc đó mới chia ra những phần quà nhỏ. Và đây là cái bịch nè. Cái bịch này Xin mua để tới đó mình chia ra mỗi người một phần như vậy. Chính cái bịch đó cả nhà. Nội mua tiền bịch không cũng muốn nghèo luôn hà. Đây. Và 10 thùng mì này Xin đã nhận được từ chị Thi Thi Tê. Và tiếp theo đó là Xin nhận được 100kg gạo. Đây, đây là những cái bịch gạo, cái bao gạo. Trong cái bao này là 50kg. Và mỗi một bao như vậy là sẽ có những cái bịch gạo. Một bao như vậy là 10kg để riêng lẻ ra. Đó là một bao 50kg. Và bên đây nữa nè cả nhà. Đây là cái phần của cô hiệu trưởng của trường mầm non Mèo Kitty mà Xin đang dạy ở đó. Sau khi mà nghe Xin đi từ thiện thì cô cũng đã gửi cho mình một cái 100kg gạo. Cảm ơn cô hiệu trưởng, cô Thủy, trường Mèo Kitty rất là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Thi Thi Tê với 10 thùng mì cho các em có thêm động lực, có thêm quà bánh cho các em nhỏ miền núi. Vâng, và sau đây Xin xin kết thúc cái video. Những cái phần quà cho quý vị. Và đó là những gì mà ngày Chủ nhật này Xin sẽ cùng với nhóm để đi lên trên vùng núi.
và lúc đó như thế nào, Sim sẽ quay clip lại cho cả nhà của mình xem sau nha. Cả nhà đợi chờ cái clip mới của Sim nha.